Vâng, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn hóa chính. Đề kiểm tra này gồm tất cả là 13 câu trắc nghiệm, 4 câu đúng sai và 2 câu tự luận. Thầy mong rằng với video này giúp cho các em trong bài kiểm tra giữa kỳ 2 có được kết quả cao. Câu 1. Khi người ta nhiệt phân muối carbonat thì khí sinh ra chính là khí nào? Chắc chắn ở đây là khí CO2 đúng không các em? Nhiệt phân muối carbonat thì sinh ra khí CO2. Ở đây không phải muối nào cũng được bị nhiệt phân nha. Các em lưu ý câu C, câu B. Ví dụ như thầy có muối natri hydrocarbonat NaHCO3. Khi chúng ta nhiệt phân cái muối này thì thu được muối natri carbonat cộng cho khí CO2 và cộng với nước. Câu số 2. Chất không được đựng trong lọ thủy tinh, chắc chắn là khí HF, axit HF không đựng được trong lọ thủy tinh. Vì HF phản ứng với thủy tinh là silic dioxide. Silic dioxide là CO2. Nghe các em. CO2 nó phản ứng với khí HF, axit HF thì sẽ thu được đó là silic tetrafluoro CF4 cộng với H2O. Vì thế mà lọ thủy tinh không thể đựng được khí HF do nó phản ứng với chất làm thủy tinh, đó là silic dioxide này. Câu 3. Phần trăm về khối lượng của carbon trong phân tử CF4 là bao nhiêu? Các em dùng công thức tính phần trăm của carbon thì chúng ta thấy rằng phân tử này gồm có một nguyên tử carbon thì các em tính ra là 12 DVC. Chia cho phân tử khối của metan này là CH4 là 16 DVC. Các em nhân 100%. Nào, 12 chia 16 nhân 100 bằng 75%. Các em chọn D. Câu số 4. Nhóm chất đều là dẫn xuất của hydrocarbon. Dẫn xuất hydrocarbon ngoài có carbon và hydro còn thêm một nguyên tố oxy hoặc là clo hoặc là brom nữa. Các em nhìn vào đây. Câu A rõ ràng là dẫn xuất của hydrocarbon, tại vì ngoài carbon hydro còn có thêm brom, có thêm oxy hoặc là nitơ hoặc là oxy, đó đây là dẫn xuất hydrocarbon. Còn cái câu B này các em thấy rằng ở đây này có HNO3, đây là hợp chất vô cơ rồi. Ở đây là toàn là hydrocarbon hết. Ở đây có một cái vô cơ đây các em. Với một cái vô cơ đây. Hai cái này vô cơ. Câu 5. Trong phân tử acetylene giữa hai nguyên tử carbon có liên kết gì? Chắc chắn là liên kết 3 đúng không các em? Liên kết 3, một liên kết 3. Chúng ta sẽ viết như sau. Acetylene công thức phân tử của nó là C2H2. Các em viết công thức cấu tạo ra là C nối 3 với C. Còn lại hai cái H, một H, hai cái H. Vì thế mà sẽ có một liên kết 3 giữa C với C. Công thức thu gọn nó là CH nối 3 CH. Đây là công thức cấu tạo, đây là công thức thu gọn, đây là công thức phân tử nha. Câu 6. Hóa chất dùng để phân biệt khí metan là CH4 và khí ethylene đó là C2H4. Tất nhiên là dung dịch nước brom. Các em chọn câu A. Chúng ta sẽ khi mà chúng ta dẫn khí ethylene vào dung dịch nước brom thì lúc này dung dịch brom bị mất màu. Nước brom là có màu vàng cam. Khi chúng ta cho khí này đi vào nước brom thì màu vàng cam sẽ bị mất đi thành không màu. Còn đối với metan thì không có hiện tượng gì cả. Câu 7. Lượng oxy cần dùng để đốt hết 4,48 lít ethylene là bao nhiêu? Chúng ta biết phương trình phản ứng của ethylene là C2H4 cộng cho oxy thì sản phẩm thu được đó là CO2 cộng nước.
Các em cân bằng phương trình này có hai carbon ở đây 2. 4 hydro thì ở đây 2. Đế moxy ở đây là 4 với 2 là 6, vậy nên là 3. Vậy là tỷ lệ 1:3. Số mol oxy sẽ gấp 3 lần số mol của ethylene. Dựa vào hệ số cân bằng này. Các em tính số mol ethylene ra lấy thể tích chia cho 22,4 thì sẽ bằng 0,2 mol. Chúng ta nhân 3 lên thì số mol oxy tham gia phản ứng là 0,6 mol. Có được số mol oxy rồi, các em tính thể tích oxy thì lấy số mol oxy nhân cho 22,4. 0,6 nhân 22,4 bằng 13,44 lít. Các em chọn câu C. Câu 8. Số thứ tự chu kỳ trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết số thứ tự chu kỳ chính là số lớp electron. Một nguyên tố hóa học có bao nhiêu lớp electron thì sẽ có bấy nhiêu chu kỳ. Thì các em sẽ chọn là số lớp electron nha. Số lớp electron thì cho biết chu kỳ. Còn số electron lớp ngoài cùng á, số electron lớp ngoài cùng thì nó sẽ cho biết là nhóm nha các em, nhóm. Ví dụ như có 3 e ngoài cùng thì nhóm 3. Số thứ tự của nguyên tố sẽ cho biết được bao nhiêu electron, bao nhiêu proton. Nằm ở ô thứ bao nhiêu luôn. Nha các em. Số thứ tự chính là số ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Ví dụ như số thứ tự của nguyên tố natri là 11 thì nó sẽ nằm ở ô thứ 11. Ứng với có 11 electron và có 11 proton luôn. Đó chính là số thứ tự. Tương tự số hiệu nguyên tử cũng vậy các em. Số hiệu nguyên tử cũng cho chúng ta biết được đó là số ô nguyên tố, số electron và số proton. Câu 9. Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần? Nhớ là tính kim loại giảm dần là từ mạnh tới yếu. Thì các em đọc khi nào ba cần may áo sắp sắt. Khi nào ba cần may áo, cái này khi là phải đặt trước mới đúng, cái này con này sai nè. Khi nào may áo đúng này, câu B. À, giảm dần. Câu 10. Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 13. M thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn? Thì để biết được nhóm nào thì các em kiểm tra thử nó nằm ở lớp thứ bao nhiêu. Thì các em biết rằng hạt nhân ở đây lớp thứ nhất là có 2 electron. Nha. Đây, nghĩa là số hiệu nguyên tử là 13 thì nó sẽ có 13 electron. Lớp thứ hai chỉ được điền 8 e thôi các em. Đến đây được 10 e rồi. Chắc chắn là lớp thứ ba sẽ có là 3 e. Vậy lớp thứ ba là 3 e thì thuộc nhóm 3. Nhóm 3A. Em chọn C. Câu 11. Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ? Đây là carbon monoxide, đây là hợp chất vô cơ rồi. Chắc chắn này là hữu cơ là metan đúng không các em? À đây em. Câu 12. Tính chất vật lý của ethylene. Ethylene là C2H4. Tất nhiên là chất khí nha các em, metan, ethylene đều là chất khí. Vậy chúng ta loại đi cái chất lỏng là được. Không màu, không mùi. Ít tan trong nước. Ít tan trong nước thì cái này tan tốt là loại đi. Tất nhiên là C2H4 các em tính cái phân tử khối ra là C2 là 24, 12 nhân 24. 24 cộng 4 là mới 28 thôi. Trong khi không khí là 29, vì thế khí này nó nhẹ hơn không khí nha. Nhẹ hơn là đúng rồi nè, chọn câu B. Nhẹ hơn không khí nha. Tại vì không khí là 29 là còn ethylene là chỉ có 28 mà. Các em hãy điền đúng sai nha. Ethylene và acetylene làm mất màu dung dịch nước brom vì phân tử có liên kết đôi và liên kết ba. Đúng nha các em. Đối với ethylene và acetylene đều có cái liên kết đôi và liên kết ba thì nó sẽ
luôn luôn là có phải ứng cộng với brom nha, phải ứng cộng với brom. Đúng này, nên là mất màu dung dịch brom. 14. Metan cũng có phản ứng cộng là sai, tại metan nó chỉ có phản ứng thế thôi. À, các em chọn sai luôn. Ethylene cũng có phản ứng thế với clo giống như metan. À, thì các em theo các em ethylene nó có phản ứng thế giống clo giống metan hay không? Thì rõ ràng á, là ethylene á, là CH2 nối đôi CH2. Vì thế mà có một cái liên kết kém bền, vì thế dễ phản ứng cộng luôn nha. Nó có phản ứng cộng với clo chứ không có đâu. Cộng bờ lo, cộng bờ rơm vân vân, cộng iốt cũng vậy, với nhau cả. 16. Cả metan, ethylene và acetylene đều cháy và tỏa nhiều nhiệt, nghĩa là nó đều cộng với oxy các em, nó phản ứng cháy cho ra sinh ra CO2 cộng nước ha. Đúng rồi. 14. Các em lập phương trình hóa học cho sơ đồ sau. Ghi rõ điều kiện nếu có. Đầu tiên là carbon, phản ứng số 1, carbon đem đi cộng với oxy thì sản phẩm thu được là CO2 có nhiệt độ. Viết xong kem cân bằng, đây là bằng rồi. Tiếp tục phản ứng số 2, từ CO2 mà cho ra canxi carbonate, cho cộng với vôi sống, đó là CaO, cho ra CaCO3. Phản ứng này ở điều kiện nhiệt độ thường thôi. Tiếp tục, phản ứng số 3 là từ canxi carbonate đem phân hủy ở nhiệt độ cao thì cho ra vôi sống cộng CO2. Phản ứng số 4 là CO2 cộng với nước thì cho ra axit carbonic, là axit tương ứng. Thực tế phản ứng này là phản ứng thuận nghịch nha các em. Nghĩa là phản ứng này axit này dễ bị phân hủy sinh ra ngược lại cho ra CO2 và nước. Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí metan. Các em viết phương trình. Metan là CH4. Đốt cháy là cộng oxy. Thu được CO2 cộng nước. Nhớ cân bằng nhé. Một carbon, một carbon đủ 4 hydro. Ở đây có 2 hydro, em nhân 2 vào. Đếm oxy này, 2 oxy với 2 oxy là 4 oxy. Ở bên này có 2 rồi, nhân 2 vào. Câu B. Để tính được thể tích khí oxy và thể tích của khí carbonic tạo thành thì các em tính số mol khí metan trước này. Chúng ta tính ở câu B này, mình tính số mol khí CH4. Số mol của chất khí thì tính bằng thể tích chia cho 22,4. Thể tích là 2,24 chia cho 22,4 thì sẽ bằng 0,1 mol. Vì thế mà các em sẽ tính được số mol oxy tham gia phản ứng và số mol CO2 tạo thành. Ở đây hệ số công bằng ở đây là 1, nghĩa là ứng với 1 mol này thì cần 2 mol này và sinh ra 1 mol này và 2 mol nước. Nhưng mà đề bài chỉ cho 0,1 mol metan tham gia phản ứng thì các em chia được là gấp đôi lên là 0,2. Sinh ra 0,1 và 0,2. Từ đây các em đã tìm được số mol oxy nó bằng 0,2 rồi thì chúng ta tính được thể tích oxy. Thể tích oxy được tính bằng số mol của oxy nhân cho 22,4 bằng 0,2 nhân cho 22,4 bằng 4,48 lít oxy cần dùng. Thể tích CO2 tạo thành thì các em lấy số mol của CO2 nhân 22,4 bằng 0,1 nhân cho 22,4 thì bằng 2,24 lít. Câu C. Các em hãy viết công thức cấu tạo của các chất khí sau. Khí CH4. CH4 là có một carbon và 4 hydro. Các em nhớ là carbon hot 4 nên sẽ có 4 cái liên kết với 4 hydro. Hydro hot 1 sẽ có một liên kết. Tục CH6
thì các em thấy rằng có hai carbon nên chúng ta sẽ viết cái mạch carbon trước. Carbon sẽ liên kết với carbon. Ở đây có 6 hydro, mỗi carbon sẽ liên kết với 3 hydro còn lại. CH4. Rõ ràng ở đây CH6 toàn là liên kết đơn. Nhưng mà bây giờ bớt 2 hydro thì chắc chắn trong cái mạch á thì các em phải có một cái liên kết đôi giữa C với C. C này còn 2. C này cũng còn 2. Tiếp tục C2H2 là acetylen. Bớt 2 hydro sẽ có một liên kết 3 trong liên kết C với C. Còn lại một H. Còn lại một H. Rồi, thầy đã hướng dẫn giải xong cho các em đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn hóa chính. Cảm ơn các em và các bạn đã theo dõi video. Mong rằng với video giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 sắp tới nhé. Chào các em.